Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em check và bán cái kèo Europe Happyland. Thì hiện tại kèo Europe Happyland cách mình chia sẻ cho anh em vào ngày 4 tháng 1. Thì hiện tại thì cái kèo này nó đã trả về cho anh em là giá với cái giá ở thời điểm hiện tại là anh em đang được là 30 đô trên một ví. Và cái số lượng này thì nó vẫn chưa hết mà mỗi tháng chúng ta sẽ claim thêm là 25%. Thì đây mình thấy có cái bài ở trong Happyland thì nó có đăng thông tin cho chúng ta. Thì những anh em nào mà chúng ta check để biết các bạn trúng hay không thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả. Thì cái kèo này thì hiện tại nó đang phân phối nhá. Có một số anh em về rồi, còn có một số anh em vẫn chưa về. Thì nếu chúng ta mà check ở trong cái win list các bạn thấy trúng thì các bạn sẽ đợi thêm. Thì cái kèo này thì chúng ta chỉ được, nó chỉ trả cho chúng ta về là 25% cái lượng token thôi, tức là tầm khoảng 30 cái đồng token HPL. Đấy, còn những cái 25 mỗi tháng thì chúng ta sẽ claim thêm 25% nữa. Thì hôm sau claim đợt tiếp theo thì mình sẽ có video hướng dẫn cho các bạn. Đấy, một là nó sẽ trả về, hai là chúng ta sẽ phải tự động vào cái đường link nó cung cấp để chúng ta claim về. Ok. Thì bây giờ ấy, để các bạn check được thì các bạn sẽ nhấn vào đường link. Sau khi các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái trang doc như thế này. Bây giờ nếu các bạn sử dụng máy tính thì các bạn nhấn cho mình cái tổ hợp phím đó là Ctrl F. Đấy, thì nó sẽ lên cái phần là tìm ở trong trang tính. Thì bây giờ các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví của các bạn lên. Ví dụ nhá, mình sẽ thử dán cái địa chỉ ví này của mình lên nhá. Sau khi các bạn dán vào thì nếu mà nó hiện là cái tổng trong số 0 như thế này thì tức là các bạn sẽ không trúng. Đấy, còn nếu trúng thì nó sẽ hiện lên cái địa chỉ ví của các bạn, nó sẽ tô đậm lên. Đấy, ok. Và bây giờ thì mình kèo này thì mình cũng ăn được một ít. Đấy, mình ăn được ở bên ví kia, còn ví này của mình thì không trúng nên là check sẽ không được. Rồi, thì giá hiện tại của cái đồng Happyland thì mình cũng thấy nó đang ở một cái mức khá là đẹp. Giá tầm khoảng 0.39 0.3943 đô. Đấy, và các bạn hiện tại thì với cái kèo này thì anh em có thể bán hoặc là anh em có thể hold, thì cái đó là tùy anh em nhé. Đấy, chúng ta được khoảng 29.57 đô. Ok. Rồi. Thì cái contract token thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em nhấn vào và chúng ta sẽ mở đến cái phần contract, các bạn copy để các bạn có thể là swap ở trong Pancake. Ok, thì sau khi chúng ta đã check rồi, các bạn đã thấy chúng ta trúng rồi và các bạn kiểm tra ở trên BSC Scan thì các bạn cũng sẽ thấy là cái đồng token HPL của chúng ta, HPL của chúng ta đã trả về. Thì bây giờ các bạn có thể là nhấn vào đây để chúng ta lấy contract cũng được, hoặc là các bạn lấy dưới cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ truy cập vào cho mình cái trang Pancake Swap. Đấy, thì chúng ta sẽ bán ở trên trang Pancake nhá. Thì anh em sẽ tiến hành connect với cái ví MetaMask của chúng ta. Nếu anh em sử dụng điện thoại thì chúng ta cần phải sử dụng trình duyệt ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet để các bạn vào. Còn nếu các bạn sử dụng trình duyệt Google hoặc là Cốc Cốc thì các bạn sẽ không vào được đâu. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần Trade, sau đó các bạn vào phần Exchange. Ở phần này thì các bạn sẽ nhấn vào một cái đồng coin, sau đó các bạn dán contract vào. Đấy, và phần này các bạn nhấn vào phần tiếp tục Import cho mình. Tích vào I Understand và nhấn vào phần Import. Như vậy là nó sẽ hiện lên cái lượng HPL của mình. Đấy, thì kèo này thì mình có cả top nữa nên là có thể là cái số lượng của mình nó sẽ trả nhiều hơn. Đấy, để mình xem thử là đây đã là hết chưa nhá. Có thể là đây đã là 100% nhưng chúng ta chỉ swap được 25%. Ok, sau đó các bạn sẽ nhấn phần Enable HPL. Quá trình này thì các bạn sẽ cần tốn một khoản phí 0.13 BNB. Ok, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đợi. Rồi, sau đó thì sau khi các bạn đợi khoảng tầm khoảng 10 giây thì cái nút swap của chúng ta nó sẽ sáng lên và các bạn chỉ cần nhấn vào nút swap thôi. Đấy, nó báo ở trên BSC Scan này. Nó đã báo này. Thì bây giờ mình sẽ swap sang BNB nhé. Ok, các bạn có thể swap sang BUSD hoặc là USDT để chúng ta rút về sàn chúng ta bán. Còn mình hold thì mình sẽ swap sang BNB để mình hold BNB. Ok, sau đó thì các bạn sẽ xác nhận giao dịch tiếp tục ở trên ví MetaMask. Rồi, bây giờ các bạn nhấn vào cái phần View on BSC Scan để các bạn check được là cái giao dịch của chúng ta đã hoàn thành hay chưa. Nó lên cái phần Indexing thì các bạn sẽ đợi một lát nhé. Chúng ta sẽ đợi tầm khoảng 5 giây, sau đó các bạn load lại. Đấy, thì lúc nào mà nó hiện lên ở cái phần Indexing này, nó hiện lên là Success thì tức là chúng ta mới gọi là swap thành công. Đấy, hoặc là các bạn có thể kiểm tra ví nếu mà cái lượng BNB nó đã được cộng vào rồi thì tức là chúng ta đã swap thành công. Đó, thì 75 cái đồng token của mình là hiện tại là cả hai kèo nhá. Hai kèo.
Đấy, thì không biết là anh em nhận được bao nhiêu, nhưng mà mình thì nhận được 25% là tương đương với khoảng 75 cái đồng BNB, là 75 cái đồng token HPL. Đấy, và hôm trước thì mình có hướng dẫn cho anh em tham gia hai cái kèo. Đây, anh em có thể vào cái trang channel của mình, anh em gõ HPL thì mình có hướng dẫn cho anh em tham gia hai round, round 1 và round 2. Đó. Thì những anh em nào mà chúng ta có tham gia hai round này thì bây giờ các bạn có thể vào check xem thử là chúng ta nhận được bao nhiêu, và các bạn có thể comment xuống ở phần bên dưới để mình có thể biết được là các bạn nhận được bao nhiêu. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.